Với kết quả tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 đạt 11,03%, đây là lần đầu tiên Quảng Ninh đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp từ năm 2015 đến nay đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Kỳ tích này càng làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh nhân lên niềm tự hào khi năm nay lại là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh tăng trưởng hai con số, tôi thấy như vậy là đây là một kỳ tích mà Quảng Ninh đạt được 9 năm liên tục. Và đặc biệt năm nay là như vậy là năm đầu tiên đứng đầu như vậy là các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng. Được cái kết quả này thì cũng nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, sáng suốt và rất là chi tiết cụ thể của lãnh đạo tỉnh và đồng thời như vậy vào cuộc của các cả hệ thống chính trị. Cái kết quả này thì tạo ra cái niềm tin tưởng cho nhân dân ở tất cả trong tỉnh Quảng Ninh. Tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của chính quyền địa phương các cấp. Nhân dân là được thụ hưởng và tất cả những thành quả đó đều do đảng, chính quyền, lãnh đạo rất tài tình và đi sát với lòng dân, ý nguyện của lòng dân. Một trong những nội dung công việc được tỉnh đặc biệt chú trọng tập trung chỉ đạo trong năm 2023 là tổ chức các hoạt động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Với các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu trên địa bàn toàn tỉnh, cùng lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đã tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của tỉnh để thực sự trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Nó tạo như nhân dân thì tôi nói là cái niềm tin, cái niềm tin rất là sâu sắc đối với là cái sự lãnh đạo của tỉnh, của cấp ủy chính quyền các cấp. Thế thì nó là cái cơ sở, là cái động lực để như thế là trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới sẽ được tốt hơn. Và tôi tin chắc rằng là đối với tỉnh Quảng Ninh chúng ta với những cái mục tiêu đã đề ra trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội đấy, thì của phát triển tỉnh Quảng Ninh thì tin chắc là chúng ta sẽ đạt được theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra. Lễ kỷ niệm 60 năm đã diễn ra và đây là một cái lễ kỷ niệm hết sức hoành tráng với một cái quy mô lớn nhất từ trước đến nay, để lại những cái ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân chúng tôi, và từ đó chúng tôi cũng cảm thấy là mình rất tự hào là người dân của người của Quảng Ninh, và cũng từ đó cũng là tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ta để rồi cuộc sống của nhân dân chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Các giải pháp trong điều hành kinh tế xã hội, những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế thì đích đến cuối cùng luôn là hạnh phúc của nhân dân. Với quan điểm đó, tỉnh Quảng Ninh xác định một trong những nội dung của chủ đề công tác năm là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tổng chi an sinh xã hội toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho 1.450 hộ gia đình người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 81,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí trung ương giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đã ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh, cao gấp 1,4 lần so với toàn quốc. Hoàn thành xóa 441 nhà tạm, nhà ở dột nát phát sinh năm 2023 với số tiền huy động 32,96 tỷ đồng. Tạo việc làm mới tăng thêm cho 21.000 lao động, vượt 5% kế hoạch. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia quốc tế. Toàn tỉnh có 90,22% trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả. Hết năm 2023, toàn tỉnh đạt 55 giường bệnh, 15 bác sĩ, 2,7 dược sĩ đại học và 24 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Những kết quả này mang tới niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh. Quảng Ninh là một tỉnh mà quan tâm nhiều đến đời sống của nhân dân các vùng miền. Cụ thể là ở đây thì cơ sở hạ tầng của nhân dân được thay đổi, đường xá đi lại thuận tiện và đời sống của nhân dân thì được cải thiện một cách đáng kể. Tỉnh cũng đã chăm lo đến đời sống của những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là xây dựng nhà cửa. Nhân dân cũng rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo cũng như là đường lối sáng suốt của các cấp lãnh đạo đã hướng dẫn nhân dân để đời sống nhân dân của nhân dân được tăng lên.
lãnh đạo quan tâm một cách cặn kẽ tới các người dân. Đấy. Còn những cái sự phát triển về vấn đề cơ sở hạ tầng cũng như phát triển về thượng tầng của thành phố Cẩm Phả cũng như tỉnh Quảng Ninh, tôi đi rất nhiều tỉnh nhưng về tỉnh Quảng Ninh mình vẫn là nổi bật. Với những kết quả quan trọng nổi bật trong năm 2023, với những chỉ tiêu và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả hơn, góp phần để Quảng Ninh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.